Hưng Yên, Tuyên Quang bổ nhiệm nhân sự mới. Ngày 30 tháng 9, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây dựng. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố quyết định số 1967/QĐ, Ủy ban nhân dân ngày 14 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng đối với ông Bùi Minh Đức, Trưởng phòng Kinh tế 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thời hạn là 5 năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam chúc mừng và đề nghị ông Bùi Minh Đức phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác, gương mẫu đi đầu, xây dựng đoàn kết nội bộ, tích cực đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xây dựng. Cùng ngày, Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Sơn Dương. Đồng thời, điều động ông Lê Ngọc Bình đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quyết định số 1537/QĐ-NSTVK ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp nhận bà Phạm Thu Trang, Chánh Văn phòng Sở Công Thương đến nhận công tác tại Văn phòng tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung mong muốn các cán bộ được nhận nhiệm vụ công tác mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, sở trường cùng với tập thể cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp lại sự tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy.